Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ hòa bình cho Ukraine. 12 quốc gia từ chối ký tuyên bố hội nghị hòa bình của ông Zelensky. Tướng Đức đưa ra tuyên bố bất ngờ về Ukraine. Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza trong thông điệp AIDS. Houthi tấn công tàu khu trục Mỹ. Các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ hòa bình cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày 16 tháng 6 ủng hộ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như nhu cầu đàm phán cuối cùng với Nga về việc chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn chưa giải quyết được những câu hỏi chính về cách thức và thời điểm. Hơn 2 năm sau khi Nga phát động cuộc chiến, các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ hơn 90 quốc gia đã dành 2 ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi của Thụy Sĩ để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhằm giải quyết cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2. Tổng thống Ukraine Zelensky ca ngợi thành công ngoại giao của sự kiện mà Nga không được mời. Ông nói thêm rằng con đường đã mở ra cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ 2 với mục đích chấm dứt chiến tranh bằng một giải pháp công bằng và lâu dài. Nga và giới lãnh đạo của họ chưa sẵn sàng cho một nền hòa bình công bằng, Zelensky phát biểu tại buổi họp báo bế mạc. Nga có thể bắt đầu đàm phán với chúng tôi ngay từ ngày mai mà không cần chờ đợi bất cứ điều gì nếu họ rời khỏi lãnh thổ hợp pháp của chúng tôi. Trong khi đó, Moscow nhấn mạnh yêu cầu về việc Kiev đầu hàng như một điểm khởi đầu cho cuộc đàm phán. Để đạt được hòa bình đòi hỏi sự tham gia và đối thoại giữa tất cả các bên, thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh cho biết, tuyên bố cũng kêu gọi trao đổi toàn bộ tù nhân chiến tranh và trả lại Ukraine tất cả trẻ em bị trục xuất và di rời bất hợp pháp và những thường dân Ukraine bị giam giữ bất hợp pháp khác, nhưng không phải tất cả những nước tham dự để ủng hộ thông cáo chung. 12 quốc gia từ chối ký tuyên bố hội nghị hòa bình của ông Zelensky. Hãng tin RT cho hay UAE, Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Brazil nằm trong số những quốc gia không ủng hộ văn kiện cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ. Cụ thể, 12 quốc gia tham dự hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức đã từ chối ký với thông cáo chung cuối cùng. Thông tin này dựa trên danh sách các quốc gia đã phê chuẩn văn kiện nói trên. Theo danh sách, Armenia, Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi và UAE nằm trong số các quốc gia không ký tuyên bố cùng với 4 tổ chức bao gồm Liên Hợp Quốc và OSCE. Trong khi đó, 79 quốc gia bao gồm Hungary, Serbia, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia cũng như 4 tổ chức quốc tế đã cùng Ukraine phê chuẩn tài liệu này. Nội dung thông cáo chung quy trách nhiệm cuộc chiến chống Ukraine cho Nga, cáo buộc nước này gây ra sự đau khổ và tàn phá trên quy mô lớn cho con người và tạo ra những rủi ro và khủng hoảng có ảnh hưởng toàn cầu. Văn kiện kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận, cụ thể là việc khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cũng như quyền tiếp cận các cảng biển ở Biển Đen và Biển Azov. Văn kiện này cũng yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh thông qua trao đổi toàn diện và trao trả trẻ em Ukraine bị trục xuất và di rời bất hợp pháp. Cho tới nay, vẫn chưa rõ lý do tại sao một số bên tham dự không ủng hộ tài liệu này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud trước đó cho biết bất kỳ tiến triển có ý nghĩa nào hướng tới một giải pháp hòa bình, trục chiến sẽ cần có sự tham gia của Nga. Hơn 160 đại biểu đã được mời tham gia các cuộc trao đổi, nhưng gần một nửa từ chối do vắng mặt phái đoàn Nga. Danh sách cuối cùng, các đại biểu tham dự bao gồm đại diện từ 92 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế. Tướng Đức đưa ra tuyên bố bất ngờ về Ukraine. Đối với Ukraine, tình hình ngày càng trở nên vô vọng. Đại tướng Đức đã nghỉ hưu và là cựu lãnh đạo Ủy ban quân sự NATO Harald Kujat viết trong bài báo dành cho tờ Berliner Zeitung. Phương Tây đã ôm ảo mộng quá lâu, cho rằng có thể giúp Ukraine giành chiến thắng bằng những loại vũ khí ngày càng tối tân, ngày càng mạnh hơn. Trên thực tế, tình hình quân sự ngày càng trở nên vô vọng, bất kể sự hỗ trợ to lớn về mặt tài chính và vật chất. Ông viết, vị tướng Đức bổ sung thêm rằng Tổng thống Zelensky hiện nắm trong tay chiếc chìa khóa có thể mở đường dẫn đến chấm dứt hoạt động chiến sự, cứu người Ukraine khỏi đau khổ mất mát và ngăn không cho đất nước bị tàn phá nặng hơn. Đã đến lúc phải chấm dứt hoạt động chiến sự và dọn đường tới hòa bình thông qua đàm phán, tướng Kujat nhận định. Ngày 14 tháng 6, trong buổi gặp ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng thống Nga Putin tuyên bố nước này sẽ lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi Kiev rút quân khỏi 4 lãnh thổ mà Nga sắp nhập, bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và vùng Zaporizhzhia. Ngoài ra, Ukraine phải chính thức thông báo việc từ bỏ kế hoạch tham gia NATO để phục vụ giải pháp hòa bình
Moscow cần quy chế trung lập, không liên kết khối và phi hạt nhân của Ukraine. Trong diễn biến khác, The New York Times viết, ekip của Tổng thống Biden trong Nhà Trắng đang lo ngại rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hỗ trợ Nga tích cực hơn trước. Các thành viên trong ekip chính quyền Tổng thống Biden ngày càng tin rằng đã có sự thay đổi trong quan điểm của Tập Cận Bình về vai trò của Trung Quốc đối với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Và trong tương lai, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ Moscow mạnh mẽ hơn, ấn phẩm cho hay. Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza cho thông điệp AIDS. Tổng thống Mỹ Biden đã tận dụng thông điệp AIDS Aha của mình gửi đến người Hồi giáo để ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Gaza, nói rằng đây là cách tốt nhất để giúp đỡ những người dân thường đang phải chịu đựng nỗi kinh hoàng cuộc chiến giữa Hamas và Israel. Quá những người vô tội đã thiệt mạng, bao gồm hàng nghìn trẻ em, các gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa và chứng kiến cộng đồng của họ bị phá hủy. Nỗi đau của họ vô cùng to lớn, ông Biden cho hay trong một tuyên bố. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn mà Israel đưa ra cho Hamas và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận là cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực tại Gaza và cuối cùng là chấm dứt chiến tranh. Ông nói thêm, Mỹ đã gây sức ép buộc Israel và Hamas chính thức chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn để các thành viên Hội đồng Bảo an bật đèn xanh vào tuần trước, theo đó sẽ cho phép tạm dừng giao tranh trong 6 tuần đầu. Aha ngày đánh dấu sự sẵn lòng hy sinh con trai mình cho Chúa của nhà tiên tri Ibrahim đã chứng kiến một ngày tương đối yên bình hiếm hoi tại Gaza sau khi Israel tuyên bố tạm dừng chiến thuật trong giao tranh gần Rafah để tạo điều kiện cho hoạt động cung cấp viện trợ. Tổng thống Biden nhấn mạnh những nỗ lực của Mỹ nhằm ủng hộ quyền của các cộng đồng Hồi giáo khác đang phải đối mặt với sự đàn áp. Ông cho biết thêm, chúng tôi cũng đang nỗ lực để đưa ra giải pháp hòa bình cho xung đột khủng khiếp tại Sudan, nơi đang diễn ra giao tranh giữa quân đội nước này và một nhóm bán quân sự kể từ tháng 4 năm ngoái. Ở mặt trận trong nước, thông điệp của ông Biden ngày 16 tháng 6 cũng cam kết sẽ trấn áp nạn kỳ thị Hồi giáo trong lời kêu gọi trực tiếp gửi tới người Hồi giáo Mỹ, một nhóm cử tri quan trọng cho nỗ lực tái tranh cử của Đảng Dân Chủ chống lại đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Chính quyền của tôi đang xây dựng một chiến lược quốc gia để chống lại nạn kỳ thị Hồi giáo và những hình thức thiên vị và phân biệt đối xử liên quan, không chỉ ảnh hưởng đến người Hồi giáo mà còn ảnh hưởng đến người Mỹ gốc Ả Rập, người Sikh và người Nam Á, Tổng thống Biden khẳng định. Houthi tấn công tàu khu trục Mỹ. Ngày 16 tháng 6, lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã tấn công hai tàu dân sự và một tàu khu trục của Mỹ ở khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Đây là các vụ tấn công tàu mới nhất mà lực lượng này thực hiện. Trong một tuyên bố, người phát ngôn lực lượng Houthi, ông Yahya Sari cho biết lực lượng này đã phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu khu trục Mỹ, tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu mang tên Captain Perry và thực hiện một vụ tấn công khác bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu Happy Condor. Hiện chưa rõ các vụ tấn công này có trúng đích hay không.